Thưa quý vị và các bạn, để ghi lại những hình ảnh không khí của cộng đồng người Việt ở Berlin sau khi nới lỏng Covid-19, chiều Chủ nhật vào lúc 15 giờ ngày 6 tháng 6 năm 2021, nhà báo Huy Thắng đã có mặt tại trung tâm thương mại Đồ Xuân, một nơi tập trung lớn nhất, đông nhất của người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức. Xin mời quý vị và các bạn Đây, chúng ta cùng cái theo dõi. khu vực ở ngoài trời của nhà hàng ở Đồng Xuân Quán, các bạn đã thấy đã đông đúc chưa? Rất đông, rất đông. Bởi vì ngày hôm nay bắt đầu là một cái tuần đầu tiên mà cho mọi người được phép ngồi ở phía ngoài và không cần phải test Covid-19. Và chúng Trung tôi tâm đã thương mại thấy Đồng rằng Xuân trung được tâm đánh giá đánh là một giá trong là sáu một trung trong tâm những thương cái nơi mại mà cái lượng khách đến đông nhất ở thủ đô Berlin. Và chúng tôi nghĩ rằng việc đánh giá này hoàn toàn không sai. Và ngay đến cả lúc này mà cái lúc đại dịch Covid-19 đang vẫn tiếp tục, vẫn còn tồn tại ở nước Đức cũng như ở Berlin thì cái điều đấy cũng không sai một chút nào. Và các bạn cũng nhìn thấy khu vực của nhà hàng Việt Phố, những đôi trai gái và ngại những người bạn trẻ và kể cả những bạn bè Đức cũng đang có mặt ngồi ăn uống tại ở bên khu vực vỉa hè. Các bạn đã thấy những hình ảnh mà chúng tôi ghi được hết sức là tuyệt vời. Rất đông và rất đông, không còn một cái bàn nào trống cả. Có nghĩa là trống ra chỗ nào thì sẽ có người ngồi ở đấy. Và lúc này chúng tôi cũng đi ra trong cái khu vực xem của Halle 3. Vâng ạ, bên Đức Anh quán cũng rất đông. Các bạn đã nhìn thấy khu vực trung tâm thương mại Đồng Xuân. Có thể nói là chỗ nào trống thì ở chỗ đấy có khách ngồi. Đặc biệt là những khu vực của nhà hàng Đức Anh quán, nhà hàng Đồng Xuân quán, nhà hàng Việt Phố và trung tâm thương mại Đồng Xuân, đặc biệt là những ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật. Và đông nhất vẫn là ngày chủ nhật. Người ra vào tấp nập, kẻ mua người bán ở đây khá là đông đúc. Và mặc dù là Covid-19 vẫn còn tồn tại, nhưng mà mọi người vào đây có cảm giác rằng là họ cảm thấy thoải mái khi mà họ được ngồi ở phía ngoài chơi để mà ăn uống và được gặp gỡ, nói chuyện, hàn huyên với nhau. Và đây là những hình ảnh mà chúng tôi đang ghi được ở khu vực quán quê. Quán quê do chị Nguyễn Thị Phượng làm chủ ở cái quán quê này. Chỉ là một cái imbibe thôi nhưng đã thu hút khách, bởi vì nơi đây có những cái món đặc trưng của người Việt Nam. Thí dụ như là bánh bao, bánh xèo, bánh cuốn và trong đó có cả nước mía nữa. Rất vui vẻ, rất thoải mái nhá. Có cho lên trời, có cho lên trời. Có cho lên trời. Vâng ạ, chúng tôi tranh thủ ghi lại cái hình ảnh này. Các bạn đã thấy rằng mọi người hết sức là vui vẻ. Vâng, các anh các chị cảm giác thấy thế nào mà khi mà trong Covid mà lại được ngồi thế này? Dạ, hôm nay nhá. Vâng. May quá, có mùa, có lúc có đêm của bà May cờ. Hôm nay em mọi người được một cái của bà hội ngộ với nhau trong cái gia đình nhỏ. Vâng ạ, rất lâu rồi đúng không ạ? Hàng năm giờ chúng ta mới được có một cái hội như thế này. À, hơn một năm rồi, vâng ạ. Vâng, các bạn đã nhìn thấy mọi người gặp gỡ nào rất vui vẻ. Vâng, chúng ta có thể chúc mừng cái việc mà chúng ta đã đánh bại Covid-19 đúng không ạ? Để mới có cái điều kiện như ngày hôm nay. Xin chào nhà báo Huy Thắng cũng như khán giả đang xem trên kênh của anh Thắng. Hôm nay bọn em thời rất vui và được tụ tập như thế này, cái cảm giác này đã gần 2 năm rồi mới có cái cảm giác này. Rất vui và rất tự hào khi là chúng ta đã chiến thắng được dịch. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Vâng ạ, và bây giờ chúng tôi đề nghị ai có cái gì cái đó để chúng ta đều nung cúc để chúc mừng cho cái sự chiến thắng này. Cảm ơn anh ạ. Phải đứng bên kia chứ. Dạ. Ok, vâng. 2, 3, vô! 2, 3, vô! 2, 3, vô! Vâng ạ, các bạn đã nhìn thấy cái hình ảnh hết sức tuyệt vời mà chúng tôi muốn đang ghi được và để chuyển đến quý vị các bạn trong cái ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh cái sự sôi nổi mà nóng nhiệt ở quán ăn thì trong khu vực của Halle 8, xin mời quý vị các bạn chúng ta hãy quan sát. Nó nổi tiếng về vấn đề dịch vụ, ví dụ như là cắt tóc hay dụ là làm móng tay, làm nail ở đây. Và chúng tôi đang ghi được cái hình ảnh này, các bạn đã nhìn thấy cái không khí ở đây nó đã khác hẳn so với những ngày Covid trước đây, khi mà
lockdown là có thể là phanh khẩn cấp mà cấm hết tất cả những cái dịch vụ, hoặc là muốn có thể vào được thì phải cần phải có test. Và bây giờ chúng tôi nhìn thấy là cái hình ảnh có thể nói rằng mang đến lại một cái niềm rất vui cho bà con cộng đồng của người Việt Nam. Trong khu vực của Halo 8 thì có lẽ là đông vui nhất vẫn là cái khu dịch vụ như là móng tay, móng chân, rồi cắt tóc, gội đầu, massage, vân vân. Vâng ạ, chúng tôi cho rằng với các Halo như thế này thì khó khăn nhất vẫn là các cái cửa hàng quần áo. Về quần áo thì nhiều mà lượng người mua thì ít. Và đấy cũng là một trong những cái khó khăn. Và hôm nay nhà báo Huy Thắng đến thăm các bạn đây. Rồi, thế nào? Mở cửa ra có cảm... Đông khách ạ, làm không hết việc luôn ạ. À thế hả? Vâng, chúc mừng. Cháu cảm nhận thấy rằng khi sau mà cái lockdown nó đã được mở ra, lockdown thì... Dân tình là họ cần cái file 2 video và họ muốn đi ra ngoài để làm đẹp nữa, thế đấy là khó. Vâng, các bạn đã biết là chị cụ Thúy Hà là một trong những người mà đã ủng hộ rất nhiệt tình trong cái thời kỳ Covid-19 vừa qua. Chị đã tổ chức rất nhiều đợt quyên góp để ủng hộ cho bà con kiều nhiễm của Berlin đã giảm xuống dưới 30. Cho nên là công ty Chemi Beauty Spa hôm nay đã mở cửa và có cái lượng khách đến với cửa hàng mình khá đông. Vâng ạ, đây là cái Halo mới xây dựng sau cùng của cái khu trung tâm thương mại Đồng Xuân. Và mọi người cũng, các bạn đang nhìn thấy người ta đang xếp hàng ở đây mua cái loại trà sữa trân châu của Đài Loan. Một trong những cái loại là trà sữa trân châu, một cái đồ uống đang hấp dẫn cho mọi người đang ở đây. Vâng ạ, và lúc này chúng tôi đang đến Cavigo, là một trong những cái trung tâm chuyển hàng từ Đức về Việt Nam. Và chúng tôi nhận thấy rằng ở trong khu vực này đang tấp nập chuẩn bị hàng hóa để chuyển đi qua cái hệ thống đường máy bay hoặc là đường container. Vâng ạ, các nhân viên, mọi người trong khu vực này đang đóng hàng và gói hàng để chuẩn bị cho cái việc chuyển hàng. Và trong thời gian vừa qua thì mặc dù cái Covid-19 nhưng mà cái trung tâm này vẫn là phát triển và vẫn làm ăn rất khá. Đặc biệt là kể từ khi sau cái hiệp định mà Việt Nam EU có cái hiệu lực từ 1/8/2020 trở đi. Vâng ạ, cửa hàng may và làm giặt là thì rất vắng, quá vắng. Có thể nói là Covid-19 hình như nó vẫn còn đang vẳng vất ở đây, cho nên là cả cửa hàng có mỗi một người để làm cái đồ chữa quần áo mà thôi. Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, trong bên cạnh trung tâm thương mại Đồng Xuân thì cũng có một cái khu vực mà buôn bán lớn của người Thổ Nhĩ Kỳ và người Ấn Độ. Và họ cũng tổ chức nó tương tự như ở trung tâm thương mại Đồng Xuân. Tất nhiên là cái lượng khách đến đây ít hơn. Bởi vì cái cộng đồng của người Thổ mặc dù họ đông hơn là người Việt, nhưng mà cái sự buôn bán của họ ở nhiều khi ở một cái lĩnh vực khác chứ nó không phải giống như người Việt Nam. Tuy nhiên cái việc mà họ mở ra những cái cửa hút stand như thế này thì cũng làm cho thu hút khách đông hơn, bởi vì có thêm nhiều quầy hàng và cái sự sức hút của tại trung khu vực trung tâm thương mại Đồng Xuân càng ngày càng lớn hơn. Người ta không thể nói chia rẽ là khu vực này của Thổ hay là của Ấn Độ, mà người ta đều nói là trung tâm thương mại Đồng Xuân. Vì thế cái thương hiệu trung tâm thương mại Đồng Xuân càng ngày càng nổi lên một cách rõ rệt và ghi lại cái dấu ấn cho cộng đồng ở nước Đức. Vâng ạ, thưa anh Đỗ Tuấn Tú, những ngày gần đây mà cái lượng khách đến bến của mình như thế nào? Sau khi mà nhà nước Đức mở cửa thì là người lượng khách vào Đồng Xuân rất là đông, mọi người đều là buôn bán rất là trở lại bình thường. Vâng ạ, thưa quý vị các bạn đã thấy cái hình ảnh mà chúng tôi đang ghi ở đây đây. Để mà nói quý vị các bạn là cái sự thay đổi đối với chỉ một cái lệnh thôi thì mọi cái sự làm ăn buôn bán của bà con ta nó cũng thay đổi khác đi rất nhiều. Rất là vui. Vui thứ nhất là dịch đã giảm và mọi người có thể là đi ra ngoài thoải mái được, giải phóng được tinh thần nó thoải mái. Lâu nay khó khăn quá, đầu óc nó bị ngưng trệ quá. Mọi người phấn khởi lắm, mọi người cũng đã đi để như là kiểu như là một sự tù túng lâu ngày đấy, thì bây giờ mọi người đi chơi, đi ngắm,
và cũng lại tham gia mua bán, tất nhiên là cũng chưa được đông đúc lắm, nhưng mà mọi người đi để lấy lại cái niềm phấn khởi, niềm vui trong những cái ngày qua ấy. Vâng ạ, xin cảm ơn chị và chúc cửa hàng chúng ta làm ăn nó càng ngày càng phát đạt hơn. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Dạ. Thay mặt những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Trung tâm Thương mại Đồng Xuân và các cửa hàng đã tạo điều kiện cho phóng viên truyền hình Việt Đức VTV thực hiện phóng sự. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi và hẹn gặp lại.